Đi đây. Em làm mấy giờ? Chưa đi đây. Ừ. Em đôi kia ngồi lâu quá. Quay đi đây. Bây giờ mấy lần rồi mình ngồi trong đây rồi. Bây giờ mình đi đây. Vợ cầm cán chổi quất chồng lia lịa vì đi nhậu về muộn, thái độ người chịu đòn gây chú ý. Mới đây, một đoạn clip ghi lại tình huống bi hài của một gia đình nhận được hơn 1 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 12 giờ khuya ngày 23 tháng 12, người chồng đi ăn nhậu trở về nhà. Cô vợ đã cầm cán chổi đuổi từ trong nhà ra ngoài sân. Vừa trách mắng chồng về muộn, người vợ bắt anh chồng quay mông ra rồi cầm cán chổi phang mạnh. Mày muốn tao cho chết rét ở ngoài không? Biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sao bảo 11 giờ hơn mới về? Chổng mông lên. Từ lần sau mà tốt nhất từ giờ đến Tết không đi rượu chè ở đâu hết nghe chưa? Cô vợ nói. Đứng ra đây. Đứng ra đây. Ngay đây không để nó bỏ tiếp tục ngay đây ngay. Đáng nói người chồng không hề phản kháng, đứng yên đưa mông chịu đòn từ vợ. Đếm đủ năm rồi người phụ nữ mới chịu ngừng tay. Tình huống hài hước trên khiến nhiều người cười ra nước mắt. Một số người bình luận có lẽ cô vợ phải chịu đựng tình trạng này quá nhiều lần nên mới có hành động tức nước vỡ bờ như vậy. Số khác lại khuyên anh chồng nên tiết chế rượu chè, quan tâm tới vợ con và gia đình nhiều hơn thay vì ngồi bên bàn nhậu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.